bài của cô bác anh chị nào nói trên YouTube thì chúng ta khuyên anh chị đó đừng nên nói thiên cơ thời cuộc, mà phải đọc xuôn qua câu giảng Đức Thầy mà thôi. Nó cũng như mình nói nãy đó, Thầy nói rõ ràng nè, phải không? Tôi nói lặp lại cho cô bác anh chị thấy nè, Thầy nói là nó là qua năm cuối năm Thân Dậu mắt còn sẽ hai phần. Nó bây giờ mình biết dậu nào mình gắn tu. Bài của cô bác anh chị nào nói trên YouTube thì chúng ta khuyên anh chị đó đừng nên nói thiên cơ thời cuộc, mà phải đọc xuôn qua câu giảng Đức Thầy mà thôi. Nó cũng như mình nói nãy đó, Thầy nói rõ ràng nè, phải không? Tôi nói lặp lại cho cô bác anh chị thấy nè, Thầy nói là nó là qua năm cuối năm Thân Dậu mắt còn sẽ hai phần. Nó bây giờ mình biết dậu nào mình gắn tu. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật, con kính lễ Phật và kính thưa chú Ba và quý tư. Hôm nay nhân viên hội ngộ nơi đây thì con Duy Cầm cũng xin hỏi một vài vấn đề để trao đổi về phương pháp để cho bà con mình cùng biết để mà tu hành chú Ba. Dạ. Dạ thì trước tiên con xin hỏi chú Ba ha. Dạ. Thầy nói là hạ nguyên nay đã hết đời, không ba biến chuyển đổi dời gia can. Dạ, năm mèo kỹ não rõ ràng, khắp trong trần hạ nộm nhàng thiết chi. Tại sao thì thầy lại mới viết câu đầu mà nói là hạ nguyên này đã hết đời rồi. Hết đời là hết như thế nào? Rồi không ba biến chuyển là như thế nào gọi là biến chuyển? Và đổi dời gia can là gia can là tại sao đổi dời gia can? Thì nên chú Ba và Vinh Tư chia sẻ. Dạ. Dạ. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa cô bác anh chị em trên cộng đồng mạng thân thương, và kính thưa chư đồng đạo thân mến, cũng như cháu Dương Cầm và chú Tư Dừa quý kính. Thì hôm nay nhân viên mà hội ngộ chúng ta được trở về cái ban trị sự của chú Ba để mà chúng ta tâm sự về đạo pháp của Đức Thầy, mà cháu Dương Cầm có hỏi qua 4 câu giảng Đức Thầy đó, là ý của cháu là hỏi tại sao trong quyển thứ nhất mà Đức Thầy ra đời không khuyến tu như thế nào mà Đức Thầy lại báo tin đó, cho đồng đạo nhân sinh trong thời hạ nguyên mạt pháp, mà tại sao cái thời kỳ mạt pháp nó từ ngày năm 1939 đến nay đó, tại sao mà đến nay cái đời hạ nguyên như thế nào mà đồng đạo chúng ta chưa nhận thức được, là điều thứ nhất. Và hơn nữa là trong cái lời giảng Đức Thầy đó, cháu Dương Cầm nên biết đó, thì trong giáo lý Đức Thầy đó, thì Đức Thầy đã dạy cho đồng đạo chúng ta rất lấy làm chuẩn mực. Vì Ngài đó là dạy cho đồng đạo chúng ta những cái lời thánh ngôn của Đức Phật, là những lời kim ngôn của các vị là cổng giáo trong là các tôn giáo trong cái cõi thế gian này. Nhưng mà Ngài có một sứ mạng, sứ mạng rõ ràng, cũng như là cô bác đồng đạo chúng ta muốn tìm hiểu cho sâu sắc hơn trong cái đề tài hôm nay đó, thì cô bác nên lật lại cái bài Sứ Mạng của Đức Thầy mà ông giáo sư Hậu ông có để cái tựa đó. Cái sứ mạng là gì? Sứ mạng là sứ điệp hòa bình, thấy không? Cái sứ hai chữ đó ông chuyển lại là sứ điệp hòa bình của tôn giáo, có nghĩa là Đức Thầy kêu gọi tất cả nhân sinh trong cái thời hạ nguyên này với một cái sứ điệp thiêng liêng. Mà khi ra đời Ngài đã nhận thức rõ, bởi vì Ngài đã ra đời rồi đó, là trong cái thời gian của Đức Thầy ra đời đó là thời gian hạ nguyên mạt pháp trong thời kỳ 3 đó, hạ nguyên rồi. Cho nên trong sám giảng quyển nhất hoặc là sám giảng của sư Giải Bán Khoai, Đức Thầy của sư Giải Bán Khoai cũng đều có nói những câu đó hết, cũng như cháu hỏi là hạ nguyên nay đã hết đời đó. Rồi phong ba biến chuyển đổi dời gia can, năm mèo kỷ mão rõ ràng, khắp trong trần hạ nhộn nhàng xiết chi đó. Thầy nói ngồi buồn điên tỏ một khi nhá. Cho nên tất cả những gì mà Đức Thầy nói là nói trong cái thời kỳ Đức Thầy ra đời mở đạo. Nhưng mà con đã thấy rồi, từ cái năm 39 đến giờ đồng đạo chúng ta thấy phải là hạ nguyên hay là không thấy, thấy không? Đồng đạo chúng ta có thấy hay không mới được. Bởi vì những cái chuyện mà Đức Thầy đã nói đó, nó có rõ ràng, thật là rõ ràng hơn
Con biết không, cái năm mà khi Đức Thầy ra đời mở đạo năm 1939 đó, đất nước chúng ta đó đang lâm dấp vào cái sự là khủng hoảng kinh tế xã hội do người Pháp là xâm lấn nước Việt Nam của chúng ta, rồi dân của đồng đạo chúng ta nghèo khó trong cái thời gian đó. Là nói mình nói chỉ gần đó thôi, năm 39 thôi nha. Nhưng mà nói xa xưa hơn nữa đó, con biết không, người Tàu họ cai trị nước Việt Nam của mình tới 1000 năm, mà đức người xưa nói đó, ngàn năm bắt địch dài bừa. Mà người dân của chúng của mình đó, dân Việt mình đó là gan tép đó, nhỏ con lắm là gan tép. Ngàn năm bắt địch dài bừa mà còn đứng dậy thống đưa quân thù. Chú Tư thấy gọi là không? Vì đó chỗ đó là chỗ căn bản nhất, là cái người dân Việt Nam chúng ta là giống dân Hồng Lạc. Cho nên có một kiên trì rõ ràng nha. Cho nên cái cháu hỏi đó là bây giờ Hạ Nguyên đã có hay không? Đã có từ ngày Đức Thầy ra đời chứ không phải có mới đây. Mà tại vì đồng đạo chúng ta không có tin là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai đó là phong ba biến chuyển, phải không? Phong ba là gì? Phong ba biến chuyển là gì? Là Đức Chúa Giêsu đã nói, nếu con chiên của Chúa đó muốn thấy rằng Hạ Nguyên có hay không là phải coi lại sự là hiện tại của thế gian, có động đất, có bạo lục, có khổ có hay là không. Nếu có rồi thì đây là bằng chứng rõ ràng. Phong ba biến chuyển tức là gió, phong ba là gió nha. Gió thổi là hay là động đất hay là tăng, nhưng giờ thôi giờ mình nói gần hơn là hiện giờ năm nay thôi, bên Trung Quốc là mấy chục trận rồi bạo lục. Thì đó là gì? Đó là Đức Chúa Trời đã nói hồi năm Đức Chúa Trời mới ra đạo, mà hôm nay đã có rồi. Thì có rồi sao đồng đạo chúng ta không chung tu? Rồi đồng đạo chúng ta lại là không nhìn nhận cái chữ khổ và tu nữa nè. Mà có một số đồng đạo còn nói thiên cơ, cái này chú Ba cũng rất lấy làm buồn cho đồng đạo mình. Mình không nên nói những thiên cơ mà Đức Thầy đã nói trong giáo lý tháng và ngày, mà mình phải đọc thiên cơ thôi. Đó, bây giờ để nói đọc thiên cơ rồi cháu sẽ thấy được cái thiên cơ nó có hay không. Cũng như bây giờ thôi, con muốn thấy hưởng được sự thái bình, phải không? Đó, để mà con thấy được cái sự vui, phải không? Thì con phải nghe lời Thầy dạy, chừng nào núi cấm qua lầu thì là dân sự đâu đâu thái bình. Tại sao chúng ta không học cái câu này? Đức Thầy đâu có nói dạng là ngày nói giờ đâu. Thấy không? Mà đồng đạo chúng ta học chỗ này đi, chúng ta mới thấy được coi có Đức Thầy có nói thiên cơ hay không. Có thiên cơ, và đó là gì? Đó là thông điệp mà Đức Thầy nhắc nhở cho đồng đạo chúng ta phải tu thôi. Mà đồng đạo chúng ta không quên, không chịu tu. Má, rồi đồng đạo, rồi mấy chú mình nó già già nè, nói cho đưa rồi tội với giáo lý Đức Thầy. Rồi những người ta không hiểu, người ta chê mình hòa hảo làm sao mà nói thiên cơ. Tháng giờ năm tháng nè, có mấy đồng đạo có lên clip là nói tháng 8, tháng 9 này nè, coi chừng bị hớ nữa sao. Cũng như năm dần rồi đó, là bị hớ cái vụ lễ rồi, Tết rồi. Rồi bây giờ mình phải nói, không nói được ngày giờ, mà phải nói Thầy nói như thế này nè. Đó, đến Thân Dậu, thấy không, thánh thần lao động, cái này không thiên cơ sao? Mà mình biết dậu nào mới được. Mà trong đây Đức Thầy nói chỉ có một cái à, là trong một giáp ân cần suy tính, muốn làm hiền ráng nhịn đừng than. Mình chờ con giáp nào mà đến cái thời kỳ đó thì mình hãy ráng, mình hãy hãy nói lên. Còn nếu không có nói được thì A Di Đà Phật, mình nói chỉ thật Thầy nói đó nha, trong một giáp thầu dạng ráng tu đi, ráng tu mới thấy con giáp đó. Giả sử Đức Thầy nói nè, Hạ Nguyên, ông sư giải khoa cho ông nói Hạ Nguyên giáp Tý mà mới có canh Tý, rồi nói tới Tý rồi là sai không? Đó, bây giờ cháu Dương Cầm nên chỉnh lại mấy chỗ này mới được nha. Bởi vì Thầy nói là Hạ Nguyên giáp Tý bằng nay, hay là đợt ngày tiêu diệt từ năm Bính Tý. Bây giờ cái hai chỗ Tý này mình phải coi Tý nào. Hạ Nguyên hết đời vào Hạ Nguyên canh năm Tý. Rồi cái năm mà tiêu diệt đó là năm Bính Tý. Bây giờ hai chỗ này mình phải so sánh. Thì mình đâu có mắc cái tội với Thầy, mà đâu có mắc tội với đồng đạo. Hay là chú Ba cũng đâu có mắc tội với chú Tư Dừa, thấy không? Cho nên ở đây đó, thầy nói đó, có hết Hạ Nguyên đã hết đời. Phong ba tức là giông gió, trời giông gió sái mùa sái tiết, nắng cùng mưa cũng khác xưa rồi, khuyên chúng sanh bỏ các diện tồi, đặng lo liệu cho tròn phận sự. Mà có tu không? Tròn phận sự là tu,
mà giờ mình thấy như khổ vì sao không tu đây nha. Cho nên ở đây Đức Thầy nói rồi không ba biến chuyển đâu giờ gia can, năm mèo khí mão, phải không, là Đức Thầy ám chỉ cho ngày Đức Thầy ra đời tới giờ đó đã có đã khổ. Đức Thầy ra năm nào phải một kiên kỷ mão không à, kỷ mão đó, 18 tháng 5 năm kỷ mão rõ ràng nha. À, cho nên á, mình phải biết rằng đây thời gian Đức Thầy ra đời là hạ nguyên hạ rồi. Mà Đức Thầy đã nói rồi cho mình là tại sao đồng đạo mình không chịu tu nè nha. Mà rồi cứ lo mà nói thiên cơ à, không được thiên cơ á, thấy thiên cơ nè, Thầy nói nè, thấy thôi chứ đừng nói đời ngày nhà tháng, thấy thiên cơ khó nổi yên ngồi, thương lê thứ tới hồi khổ não. Mà thiên cơ Đức Thầy nói hồi năm 39 không ba biến chuyển đổi giờ gia can, năm màu kỷ mão đâu rằng khắp trong trần hạ nhộn vàng sức chi nha, có không ngồi buồn điên tỏ một khi đó. Bây giờ mình phải lo tu thôi đó, mình muốn mình biết rằng đời đã khổ mình phải lo tu. Nhưng mà chú ba chỉ đọc mấy câu giảng hồi nãy đó là để cho cô bác thấy rằng đó là Đức Thầy nói rõ ràng nè, mà đồng đạo mình chịu tu tới đó không, cuối năm thìn sẽ lo vận chuyển, hay là dậu Phật ra đời thế giới bình yên. Mà bây giờ đi biết dậu Phật nào đó, bây giờ chúng ta chỉ cần tu gấp rút để mà tu thôi. Mà Thầy nói trong một giáp của ngài Phật đó là 100 năm có, một giáp 60 năm có, còn chúng sinh tan giáp con năm ở trong một đời người mình có trăm tuổi à. Yeah. Thì mình nghĩ như thế nào đó, cho nên bây giờ mình chỉ có cái trách nhiệm bổn phận là khi được nhận thực thức giáo lý Đức Thầy đó thì mình phải ráng tu. Thì Đức Thầy nói rồi à, bao thức tỉnh tu thân chỗ trễ. Mà đồng đạo chúng ta có thức tỉnh hay là không thức tỉnh, nói đúng hơn là đồng đạo chúng ta chưa thức tỉnh là chỗ này. Tại vì ngày xưa đó Đức Phật ra đời ở Ấn Độ, tất cả những người trong hoàng tộc họ đều thức tỉnh, họ đều thức tỉnh giác ngộ, từ ông Ca Diếp cho đến A Nan cho đến các vị mà khắc sĩ theo Đức Phật là thức tỉnh trong cái thời gian, một thời gian mà của người ta đã thức tỉnh, người ta tu thành Bồ Tát hết. Tới 36 vị Bồ Tát trong cái thời gian Đức Phật còn tại thế. Còn đồng đạo chúng ta hôm nay cả ngàn năm nhân tâm sao xuyến, sao tu hoài chẳng thấy ai thành, bởi chữ tu liền với chữ hành. Ông này ông nói ngon lành không chịu tu cho ông nè, thấy không, nên tu theo cái chỗ khác không à, rồi sao được, phải không? Vì thế mà Đức Thầy nói bởi chữ tu liền lấy với chữ hành, hành bất chánh người đời mới nói, thấy không? Vậy thì hôm nay đồng đạo chúng ta nên cố gắng, thấy không, đời thì phải bế si kim nhiệm cổ, thông cơ đồ mới dựng nghiệp thánh hiền. Chúng ta phải ôn cố lại những gì Đức Thầy đã trao gửi cho chúng ta trong cái thời gian Đức Thầy ra đời mở đạo. Mà Đức Thầy ra đời mở đạo hôm nay là gần 84 năm phải không? Ít bữa nữa là ít 100 nữa là Đức Thầy thì được trăm mấy tuổi rồi. Mà 80 mấy năm khai đạo rồi mà đồng đạo chúng ta có nghe hay là không nghe đây. Nó nội chỗ này mà mình thấy thua rồi nè, không tu nè. Đức Thầy nói bởi chữ tâm là quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng là tại nó. Mà tại vì chúng ta muốn làm Phật nè, mà sao chúng ta không nghe lời của ông Phật dạy? Mà chúng ta muốn làm hiền, mà sao chúng ta không nghe lời ông Phật dạy chúng ta làm hiền? Như lời chú Tư hồi nãy nói đó, tại sao chú Tư buông bỏ cái gì, phải không? Đó, như cái mẫu chuyện trước chú Tư đã nói trong cái clip trước đi, chú Tư đã buông bỏ cái gì mà được chú Tư được hạnh phúc như hôm nay, ngon lành hơn tất cả những đồng đạo chúng ta đã tu rồi. Đó, cho nên ở đây đó mình muốn nhắc lại đó là lời thầy dạy đó, lời thầy dạy đó, thầy nói là lời ta dạy có ngàn lắm nhỉ, để đây rồi chúng quỷ hiểu lầm, điệu đờn chổi khúc truyền thăm, nhà nghề chọn bản tri âm đâu nào. Con thấy ông nước hồi xưa đó, đời xưa đó có ai nghe được cái tiếng đàn của Tử Kỳ đâu, ủa của Bá Nha đâu, chỉ có Tử Kỳ mới nghe tiếng đờn Bá Nha mà thôi, là điệu đờn chổi khúc truyền thăm, nhà nghề chọn bản, ta chọn được cái bản đờn của ông Tử Kỳ, ông Bá Nha, ông Tử Kỳ chọn được cái bản đờn của ông Bá Nha, cho nên ông Tử Kỳ mới làm bạn của Bá Nha. Khi Bá Nha chết rồi, ông Tử Kỳ ông mới đập cái đờn mất tiêu đi, thả xong đi, phải không? Đó là tri âm tri kỷ cho nhau. Còn bây giờ tại sao chúng ta hạ nguyên mạt pháp rồi, từ cái lúc sanh ra cha mẹ sanh ra mình rồi, mình lại cắt hai tiếng khổ a,
À, tại sao hồi nhỏ đó còn không dạy, hồi đó mình không có cơ duyên đó. Khi mẹ mình sanh ra mình gác cái da quá, mình nói tu qua cái này, bây giờ mình đâu có khổ phải không? Nhưng mà chẳng qua là chúng nghiệp chúng sanh quá nặng, nhiều tiền kiếp chúng sanh đã mang khổ trong cái thân rồi. Vì cái màn vô minh nó che mờ căn trí từ vô thủy đến hôm nay, cho nên chúng ta nhận cái sự thật ở thế gian để làm cho sự thật của mình là sai. Mà Đức Thầy nói rồi, trên dương thế hữu hình tắc hoại, có sanh ra khổ hải đâu chừa. Đó chừa không? Không có cái gì là tồn tại cho mình. Chính thân mình cũng là thân giả, mà mình tưởng mình là thân thiệt. Tại vì thân thiệt là gì? Thân thiệt là cái ta mình quá lớn, cho nên mình mới nghĩ là mình đang thiệt. Nếu cái ta mình đã nhỏ đó, mà chúng ta thấy được cái sự giác ngộ chúng ta là chúng ta coi cái bản thân của chúng ta nó cũng không khác nào như tầm, như con tầm mà ăn nhộng nhã tơ để đền ơn cho chủ, thì đó là mới là đúng cái lý tu tập của chính mình. Còn cái này mình chỉ làm thế nào để là cái bản thân mình sẽ hơn tất cả mọi người là cái ta của quá mình quá lớn. Cho nên ở đây đó, như nãy chú có nói cái chú Tư nãy câu chú mà chú khen chú Tư đó là cư trận bất nhiễm là người thánh. Ở thế gian này mình không nhiễm gì tức là thánh rồi. Mà lẫn tụng đừng mê chứng bực hiền. Mà tại sao mình đã nghe Đức Thầy nói rồi hạ nguyên nay đã hết đời mà mình không chịu tu? Coi chừng mình có chống lại Đức Thầy mình hay là có quên lời Thầy nói hay không? Bây giờ đồng đạo chúng ta muốn nghe lại cái clip này thì chúng ta phải nghe lại lời của cháu đã hỏi. Tại sao hạ nguyên đó, mà Đức Thầy nó nói rồi hạ nguyên lòng dạ đổi dời, là tại vì cái người hạ nguyên này đó, cái không phải là tánh của Phật ngày xưa. Nó con thấy không, ngày xưa Phật của người ta có tánh là khi giác ngộ là người ta chứng đạo. Còn bây giờ đồng đạo chúng ta trên thế gian này không có ai chứng cái gì hết trơn trời, chỉ là thấy cái mà chúng ta thấy cái quyển của nó mà thôi, mà chúng ta chưa có thấy rằng cái thật sự chúng ta để cho chúng tôi tu giải thoát. Thì hôm nay nếu chúng ta thấy mà chúng ta là hạ nguyên nay đã hết đời thì thôi chúng ta hãy tu đi. Nhân tu để cho cái khổ này chúng ta không đó được đeo đắm vào cái tâm của chúng ta nữa. Thì đó là chúng ta mới thấy được sự thật của chúng ta là người đã phát tâm chánh tín nghe lời Đức Thầy đã dạy. Còn nếu chúng ta không tu rồi đó, mà Thầy nói là nếu không tu chừng khổ cũng ưng ha. Chừng chết mà bệnh tật khổ gắng chịu đi chứ đừng đổ thừa tại sao ông Phật cũng ổng ra đời mà ổng không cứu tu được, không có được nha. Vì ở đây Đức Thầy nói rồi, cứu lương hiền, ông nào trên thế gian này mà làm hiền làm lành là Đức Thầy cứu rồi, cứu lương hiền chứ không cứu người hung. Mà bây giờ đại biểu mình cứu người hung là không được, mình nói người hung mà được cứu là không có được đâu, phải không? Cho nên tất cả những người đồng đạo chúng ta hãy nên tu tập và phải làm thế nào để bảo vệ được thân mạng của chính mình. Thì đến chừng đó mình mới thấy mình đã người đã có tu. Thì trong cái clip hôm nay chúng tôi cũng trao đổi với cô bác anh chị mình đó, thì mình tu thì mình không phải là nhờ các chú trên cộng đồng mạng của clip đó, mà nói về thiên cơ thời cuộc năm và tháng và giờ đi, thì coi chừng quý vị không bị tội với Thầy. Bị đứa ông Trạng Trình ông nói đó, thiên cơ thì bắt khả lậu, mà người nào mà nói được thiên cơ đó, được Thầy nói đi, nếu ai nói đặng đáng ghi con trời, ông này là ông trời hay gì, phải không? Vì thế mà nói thiên cơ là nói trúng cũng có lỗi nha, mà nói chật cũng có tội. Thì thôi mong cô bác anh chị mình trên cộng đồng mạng từ đây trở về sau, không phải clip của chúng tôi không, không phải bài nói của chúng tôi không, mà tất cả những bài của cô bác anh chị nào nói trên YouTube, thì chúng ta khuyên anh chị đó đừng nên nói thiên cơ thời cuộc, mà phải đọc xuôn qua câu giảng Đức Thầy mà thôi. Nó cũng như mình nói nãy đó, Thầy nói rõ ràng nè, phải không? Tôi nói lặp lại cho cô bác anh chị thấy nè, Thầy nói là nó là qua năm cuối năm Thân Dậu mắt còn sẽ hai phân. Nó bây giờ mình biết dậu nào mình gắng tu à, mình nói vậy mình tu mới được chứ. Còn nói năm dậu ngày đó tháng đó coi chừng quý vị là có tội với Đức Thầy. Mong cô bác anh chị mình cũng quan hệ chỗ này, không phải em ở đây em sĩ như em nói nặng mấy anh mấy cô mấy chú mà nói thiên cơ, mà đây là chúng tôi muốn làm sao để kêu gọi quý vị đó đừng nói thiên cơ, để làm cho cái lời giáo huấn của Đức Thầy bị người ta bôi nhọ. Bởi vì quý vị nói mà thiên cơ không đến đó thì người ta chê đó, Phật giáo hòa hảo nói dốc đó. Tôi nói xin nói thật với quý vị đó là quý vị có tội với Thầy nha. Cho nên mấy cô bác anh chị mình trên YouTube
từ đây trở về sau chúng ta nên là bỏ đi cái thiên cơ thời cuộc ngày giờ, mà chúng ta chỉ đọc làm sao như là Đức Thầy đã nói thôi. Nhưng Thầy nói rồi, đó là đã nói với mình, đó là muốn xem được hội Long Đình, đây là chúng tôi kết thúc đề tài đó, muốn xem được hội Long Đình thì là phải gắng sửa mình cho trơn, ở ăn cho vẹn mười ơn cảnh tình hiền đức mới gặp cơn khai hoàng. Kính cuối lời xin cô bác anh chị mình quan hỷ, và chúc cho anh chị mình phải mở đi tâm của chính mình, trí tuệ của chúng mình, rèn luyện tâm đức của chính mình để làm thế nào bảo vệ chánh pháp Đức Thầy, đừng bị cô bác đồng đạo trên cộng đồng mạng là phỉ báng, đó mới là chúng ta không có tội. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, mô Phật. Thì chú Ba đã kết thúc, thì mong Quân Tư cũng có đôi lời chia sẻ thêm để cho bà con. Thì lời của chú Ba nói như vậy là quá đúng. Thì vậy từ đây trở về sau á, tất cả các huynh đệ trong nước và ngoài nước đừng bao giờ là kêu á, là vị này vị kia nói thiên cơ nữa. Vì á, là nói thiên cơ đó là nếu một người đó mà có thương nhân loại đi chăng nữa mà nói đúng vẫn bị phạt. Đó là như vậy, giống như Tư Hưng. Dù cho Tư Hưng biết trước cái công chuyện đó mà kêu Tư Hưng nói, Tư Hưng cũng vẫn không nói. Tại vì thứ nhất nói ra dao động lòng của dân chúng. Và cái thứ hai nữa, mà nếu mà mình nói đó đúng đó vẫn bị phạt. Giống như bây giờ á, sự thật ra Tư Dừa đều biết hết, nhưng Tư Dừa nói là Tư Dừa bị phạt. Phạt là vì thầy phạt Tư Dừa, và hai nữa là nhà nước cũng vẫn phạt mình luôn. Tại vì những chuyện đó không nên nói. Vậy từ đây trở về sau, tất cả quý vị đừng bao giờ bàn tán chuyện thiên cơ. Rồi Tư Dừa xin á, tổng chào hết tất cả quý vị trong nước và ngoài nước. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Con Dương Cầm cảm ơn chú Ba rất là nhiều, và Quân Tư đã chia sẻ một đoạn video rất là hay để cho bà con mình tu và biết cách để nghe vào thiên cơ để mà làm cho tâm bất loạn. Chúng ta tu thì tu phần cái tâm, chứ đừng tu vào thiên cơ thì một ngày nào đó thiên cơ nó không linh thì chúng ta cũng bị rớt. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ.